Xin chào các bạn, mình lại vừa phải tốn tiền mua vài món phụ kiện nha cho chiếc xe đạp của mình nha các bạn. Chiếc xe đạp Phoenix của mình nè, mua cách này khoảng được 2-3 tuần gì đấy. Sau khi mua đèn rồi khóa rồi nón bảo hiểm, đây nón bảo hiểm thì mình lại tiếp tục mua thêm phụ kiện. Tại này cũng của thương hiệu Rockbrush nha các bạn. Thì mình thấy cái thương hiệu này nó làm phụ kiện cũng khá là ok đó, nên là mình tiếp tục mình mua nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Thì bữa nay mình sẽ mua thêm một cái này là cái đẩy bình nước nè. Rồi cái này cái gì ta, không biết cái gì luôn. Cái này là một cái chuông để mình gắn trên xe đó, để mình đi qua lại nơi đông người, xe cộ thì mình sẽ cảnh báo cho người ta nha. Và đây là cái bình nước, đây cái bình nước của hãng Rockbrush luôn nè. Đây có 3 món nha. Đây là kèm theo vít và cái đầu lục giác để mình dặn mình lắp vào nè. Hồi nãy mình mở cái này ra mình không biết nó là cái gì, thì giờ mình đã phát hiện rồi. Nó này là cái nắp của cái bình nha. Đó, mình sẽ bỏ nó vào như thế này và dặn cái nắp lại. Đó, như thế này. Sau đó thì mình sẽ đẩy cái nắp này lại. Nó như thế này. Rồi cái bình sau khi mình cái đế sau khi mình lắp xong thì nó có 2 con ốc dặn ở đây nè. Siết lại nó cứng nhắc luôn. Rồi mình sẽ bỏ cái bình vào đây. Đó, ngầu chưa, ngầu chưa. Cái bình nước nè, mình đứt cho bá lửa luôn ha. Ngầu chưa. Rồi, còn lại là cái chuông thì chuông này dễ gắn nè, nó có 1 con ốc cái mình bắt vô cái tay lái là xong. Rồi sau khi mà lắp đặt cái xe của mình thì nó sẽ full phụ kiện như thế này nha các bạn. Mình sẽ review lần lượt từng món cho các bạn xem nè. Đây là đèn sau nè, cái này đèn sau theo xe nè, rồi đèn sau mình gắn nè. Đó, đèn sau mình gắn để ban đêm mình chạy mình cảnh báo, nếu không là xe nó hút mình sao. Đó. Rồi đây là cái phần bình nước mình mới gắn vô nè. À, nó kẹp rất là chắc luôn ha. Bình nước này thì cũng của hãng Rockbrush luôn nha. Đó, bình khá là to. Rồi ở phía trước thì nó sẽ gồm có cái đèn trước nè. Đèn trước là mình sẽ gắn ở bên tay phải nha. Bình thường thì mình gắn bên tay trái nè, nhưng mà giờ cái chuông này nó cái bát của cái chuông thì nó lại nằm bên đây nên mình phải gắn bên tay trái nó mới được. Nên phải chuyển qua cái đèn bên phải. Rồi mở đèn lên nè. Đó, đèn này cũng rất là sáng nha, để mình thử tắt đèn cho các bạn thấy. Đó, đèn rất sáng nha, sáng lắm. Rồi và bên này là cái chuông nè. Rồi khi chạy tới mà chỗ xe đông quá mà xe mình nó không có cảnh báo gì hết, nó hút mình nên mình phải chơi cái chuông thêm nè. Như cái dàn cái tay cầm là không còn chỗ nào để lắp thêm cái gì hết. Hai cái bộ đề rồi cái chuông với cái đèn là kín mít luôn. Cái tay mình để đây còn bị cấn chỗ này miếng nữa. Rồi ngày qua thì còn có nón nè, nón của Rockbrush nè, rồi khóa nè. Tất cả cái bộ phụ kiện này thì mình mua chắc khoảng tầm khoảng 400-500 gì đó, gắn lên chiếc xe này nhìn thấy nó đầy đủ hết đồ chơi luôn. Tất cả các phụ kiện này thì mình đều mua của hãng Rockbrush, là mình thấy xài khá ok nha.
Mình sẽ để cái đường link dưới phần mô tả video để các bạn xem và tham khảo. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào tạm biệt và hẹn các bạn ở video sau nha.